Cảm ơn quý anh chị đã quay trở lại với xe đạp giá kho, kênh xe đạp thể thao. Video ngày hôm nay thì em chỉ sẽ giới thiệu với quý anh chị một mẫu xe đạp đua Cheater nha. Em này sở hữu khung carbon quý anh chị, màu trắng đỏ. Mẫu đây là mẫu R5, khung carbon, càng carbon. Nguyên con xe này trọng lượng vỏn vẹn khoảng 8kg hơn thôi quý anh chị. Xe rất là nhẹ luôn, chạy cực kỳ lướt. Với 15.900.000 thì sẽ sở hữu cho mình đó là bộ chuyên động của Ridgeback quý anh chị, cùi đề trước, cùi đề sau. Bộ chuyên động thì gồm 2 dĩa và 11 lít quý anh chị. Bi là bi bạc đàn ha, cốt là cốt rỗng. Rồi, khi mà mua xe quý anh chị, hãng có tặng kèm cho mình một cái gọng đựng nước. Cái này thiếu một cái bình nước thôi quý anh chị. Quý anh chị sắm thêm một cái bình nước mình gắn vô đây nữa là chạy xe đúng bài luôn. Ở trên này thì là ghi đông cong quý anh chị. Ghi đông cong vàng dẹp nè. Đó, tay đề thì là tay đề lắc, rất là thoải mái để mình sử dụng luôn. Bánh đó, cái bánh 700c quý anh chị. Bánh này thì thích hợp để mà mình đi trên đường phẳng đó quý anh chị, đường bằng á, đường đẹp nha. Quý anh chị mà lấy em này đi mấy cái đường ổ gà ổ voi là chết luôn á. Rồi, phanh vành quý anh chị đến từ thương hiệu Techo. Đây, phanh vành Techo, lực phản hồi em phải bóp là dừng. Bóp là dừng luôn. Phanh vành Techo này khá là uy tín nha quý anh chị. Phanh vành Techo rất là tốt luôn, giúp mình là kiểm soát tốc độ cực kỳ dễ dàng. Cọc yên thì mình cũng có thể là điều chỉnh luôn ở cái phần này quý anh chị ha. Nếu mà mình muốn thì mình có thể là cắt bớt cái cọc yên để mà phù hợp với một mình bản thân mình thôi. Đó, xe mình mua về là một mình chạy thôi quý anh chị. Rồi, 15.900.000 nha quý anh chị. Mẫu Cheater R5, khung carbon, càng carbon. Bộ chuyên động của Ridgeback, đuôi đĩa. Đó, anh chị nhìn cái đuôi đĩa nè. Đó, đuôi đĩa chất lượng quá ha, khá là tuyệt vời. Dây âm sườn. Đó, nếu mà quý anh chị thắc mắc về em xe Cheater R5 này thì quý anh chị để lại comment phía bên dưới cho em Chí nha. Và anh chị xem video thì anh chị để lại cho em Chí một like nếu như mà cái video này nó có ích cho mình, hoặc là một dislike nếu như quý anh chị không thích video này, không thích em xe này, hoặc là em Chí review chán quá thì anh chị để lại cho em Chí một cái dislike nha, để em Chí có thể cải thiện. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo.